Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài quy trọn một niềm. Chứng sanh nghiêm ba kỳ, chứng dương cùng tan thoáng, ưng kịp không cùng tầng. Phần chúng sanh tâm thường rộng lặng, đào cảm thông không thể nghĩ bằng. Lưới đế châu vì đạo tràng, mười phương Phật bao hào quang sáng ngời. Trương bao tòa thân con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Không Biên Phạm Giới Quả Hiện Vị Lai Tâm Phương Chư Phật. Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dân Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chi Bồ Tát, Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn, thâm tông pháp giới đạo tràng, mười phương ấy hiền thành mấy bao kiên tường. Chư Phật rõ biết ngọn hương chi tiền, pháp thân toàn thế hiền tiền. Phần pháp rộng sâu rộng nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếm khó tìm cầu.
diệu pháp liên hoa phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Lung. Bây giờ ngài vô tận ấy Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trình áo bày vai hữu chấm tay hương phẩm mà bành rằng: Thế Tôn, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Thuần bảo ngài vô tận ý Bồ Tát thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu can sự khổ nào, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này mồn lòng xứng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Từng thời xem xe tiếng tâm kia đều đặng giải thoát, nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đặng. Do vì xưng ngoài thần của Bồ Tát này vậy, nếu bị nương lớn cuốn trôi xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ càng. Nếu có trăm nghìn muôn ưng chúng sanh bị tìm can thứ cho bao như vàng bạc lưu ly xa cư mà nào sáng hô hộ phánh trăng châu nên vào trong biển lớn. Và sự do bão thổi ghê thuyền của kẻ trôi tâm nơi nương của quỷ là sáng trong đó, nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời những người đó đều đang qua khỏi nạn quỷ là sáng do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người xâm sẽ bị hại xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời giao gậy của người kia cầm liên gậy từng cung mà đặng thoát khỏi, nếu quý giả xoa cùng mà la sáng đầy trong cõi tam thiên đài thiên muốn đến hại người. Nghe người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời can quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắng dữ mà nhìn người huống lại làm hai đắng dầu lại có người hoặc có tội. Hoàng không tội gông cầm tiền xin trói buộc nơi thân xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, hãy đều đứng ra liền đặng thoát khỏi, nếu kẻ oan tăng đầy trong cõi tam thiên đại thiên. Có mong vì thương chủ dân đoàn người buông đêm theo nhiều của báo đi ngang qua đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng: Can thiện nam tử chớ có sợ sanh, các ông phải nên mong lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vì Bồ Tát đó hay đem pháp vô ý thi cho chúng sanh. Nếu các ông xưng danh hiệu ngài, thời sẽ đắng thoát khỏi nơi oán tật này. Đoàn người buông nghe xong đều lên tiếng xưng rằng: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi vô tận y. Quán Thế Âm Đại Bồ Tát có xứng ngoài tầng rộng lớn như thế. Nếu
có chúng sanh nào nhiều lòng danh dung thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng dâm ý dục. Nếu người nhiều dân hơn thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng dân hơn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa ngu si vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát. Có những xứng ngoài thần rộng lớn nhiều sự lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng thường nhớ đến Ngài. Nếu có người nữ già sợ muốn cầu con trai lễ lại cũng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sẵn con trai phương đừng trì huệ. Già sợ muốn cầu con gái bèn sanh con gái, cô tướng xinh đẹp trước đã trồng còi buông đứng. Mọi người đều kinh mến vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát, có sức hoài thần như thế. Nếu có chúng sanh nào cũng kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát, thời phước đứng chẳng luôn mất, cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý nếu có người thọ trì danh từ của 62 ưng hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phục dường nằm thua phan y ông nghĩ sao. Công đức của người thiện nam người thiện nữ đó có nhiều chăng vô tận ý thưa bạch Thế Tôn, rất nhiều phần dạy. Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, những đến một thời lễ lại cúng dường thời phương đứng của hai người đó bằng nhau không khác trong trăm nghìn muôn ân kiếp, không thể cùng tận vô tận ý thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Đặng vô lượng vô biên phương đứng lời ích như thế, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bằng phận rằng Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát, vào đi trong cõi ta bà như thế nào. Vì chúng sanh nội pháp như thế nào, sức phương tiện của Ngài như thế nào, phần bảo vô tận ý Bồ Tát. Thiện nam tử nếu có chúng sanh trong quần đồ nào đang dùng thân phần, đặng đồ thoa thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân phận. Vì đó mà nói pháp nơi đang dùng thân duyên giác, đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân duyên giác. Vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thanh văn, đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân thanh văn. Vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phạm vương, đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân phạm vương. Vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đế thân, đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân đế thích. Vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tư tài thiên, đặng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân tư tài thiên. Vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ sa môn, đặng đồ thoa Bồ Tát liền
tiểu vương đằng đồ thoa bồ tát liền hiền thân tiểu vương về đó nói pháp nơi đang dùng thân trương gia đằng đồ thoa bồ tát liền hiền thân trương gia về đó nói pháp nơi đang dùng thân cư sĩ đằng đồ thoa bồ tát liền hiền thân cư sĩ về đó nói pháp nơi đang dùng thân tế quan đằng đồ thoa bồ tát liền hiền thân tế quan về đó nói pháp nơi đang dùng thân bà la môn đằng đồ thoa bồ tát liền hiện thân bà la môn về đó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ kheo tỳ kheo ni ư bà tăng ư bà di đằng đồ thoa bồ tát liền hiện thân tỳ kheo tỳ kheo ni ư bà tăng ư bà di vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ tế quan bà la môn đằng đồ thoa bồ tát liền hiện thân phụ nữ về đó nói pháp nơi đang dùng thân đồng nam đồng nữ đằng đồ thoa bồ tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ về đó nói pháp nơi đang dùng thân trời đồng giả xoa càng thẳng bà tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân đằng đồ thoáng bồ tát liền đều hiện thân mà vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thần chấm kim cang đằng đồ thoa bồ tát liền hiện thân thần chấm kim cang vì đó nói pháp vô tận y quang thế âm bồ tát đó thành tựu công đức như thế dùng dạo đi trong ca cõi đường để độ thuận chúng sanh như thế vì vậy các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng gắn xa sanh hãy ban cho sự mô ý cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị thế vô uy ngài vô tận y bồ tát ban phần rằng Thế Tôn con nay xin cùng dường Quan Thế Âm Bồ Tát ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báo giá trị trăm nghìn lượng vàng nơi cổ đem cúng dường cho ngài Quan Thế Âm mà nói rằng xin ngài nhân chuối ngọc trăng bao pháp thi này khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuối ngài vô tận ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng xin ngài về thương chúng tôi mà nhận chuối ngọc này bây giờ phần bao ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ông nên thương vô tận y Bồ Tát và hàng tư chúng cùng trời rồng và cho càng tham bà tu la ca lậu la khấn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuối ngọc đó từng thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương hàng tư chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần một phần dưng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật một phần dưng vào tha của Đức Phật Đa Bảo
Vô tận y quán thế âm Bồ Tát có sinh hoài thần từ tại như thế vào đi nơi cõi ta bà lung đó ngài vô tận y Bồ Tát nói kệ hồi phần rằng thế tôn đủ tương tô con nay lại hỏi kia phần tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm đấng đầy đủ tướng tốt nói kệ Đàm Vô Tận ông nghe hành Quán Âm kêu ưng căn nơi chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kim chân nghi bằng họ nhiều nghìn đứng pha pha nguyện thân tình lớn ta vì ông lớn nói nghe tên cùng thấy thân tâm niềm chẳng luôn qua hay về khổ ca cõi giả sự thanh lòng hài sâu rớn hầm lửa lớn do sân niềm quán âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi và biển lớn các nàng quỷ cá rồng do sân niềm quán âm trong mọi chẳng chìm đặng ngập ở chốn tu di bị người sâu rơn xuống do sân niềm quán âm như mặn nhật treo không hoang bị người giữ rượt ra xuống núi kim can do sân niềm quán âm chẳng tổn đến mảy long hoàng gặp oán tận vây đều cầm giáo làm hài do sân niềm quán âm đều liền sanh long lanh hoàng bị khổ nạn vua khi hành hình chăm chén do sân niềm quán âm giao liền gầy từng đoạn hoàng tù cấm xiên xích tay chân bị gông cầm do sân niềm quán âm tháo ra đằng hoa khói nguyện rủa các khuôn độc muôn hại đến thân đó do sân niềm quán âm trở hại nơi bổn nhân hoàng gầm la sáng giữa rồng độc cán loài quỷ do sân niềm quán âm liền đều không dám hai hoàng thú giữ vây quanh nanh vuông nhọn đáng sợ do sân niềm quán âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cạp ơi đông khói lửa đông do sân niềm quán âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ sen đánh tuôn da xôi mưa lớn do sân niềm quán âm liền đắng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bưng thần quán âm xứng chi nhiều hay cứu khổ thế gian đầy đủ xứng thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nương mười phương không coi nào chẳng hiền càng loài trong đường giữa địa ngục quỷ súc sanh sanh già bình chán khổ lần đều khiến dân chơn quán thân tịnh quán tri huệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng tâm tịnh không nhân huệ nhận pha cán tối hay phùng tai do lửa khâm soi sang thế gian lòng bị răng như sấm ý từ diệu đường mây dối mưa phàm cam lồ dứt trừ lửa phiền não cải kiện qua chỗ quan trong quân trận sẽ sẵn do sân niềm quan âm cửu oán đều lui tan diệu âm quán thế âm phàm âm hai triệu âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm 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 chớ sanh nghi quán âm bừng tình thanh nơi khổ nào nàng chán hay bị làm nương cậy đùa
trọng chúng sanh điền phương lớn không lường, cho nên phải đành lệ. Bây giờ ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Bánh Phật rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Đạo Nghiêm từ tại Phổ Môn thì hiền xương thần không, nay thời phải biết công đức của người đó chẳng ít lúc phần nói phẩm Phổ Môn này. Trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phát tâm vô đằng chánh giác, kinh diệu pháp liên hoa phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát chân ngôn viên án đa đi đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà hán đa đi đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà hán đa đi đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni bán di hồng 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 Phổ Môn thị hiện cư khổ tầm thanh từ bi thuyết pháp đồ mê tăng phổ cảm ứng tùy hình tư hải thanh định bát nạn vĩnh vô thâm nam mô hiệu biến thông danh từ tài quán âm như lai quảng pha hoằng thể nguyện nam mô nhân niệm tâm vô quái ngại quán âm như lai thường cư nam hải nguyện nam mô trụ ta bà u minh giới quán âm như lai tâm thính cứu khổ nam mô hằng tà ma trừ yêu quái quán âm như lai năng trừ nguy hiểm ma nguyện nam mô thanh tịnh bình thủy dương liệu quán âm như lai cam lộ sai tâm ma nguyện nam mô đại từ bi năng hỷ xả quán âm như lai thừa
cần lễ bái Quán Âm Như Lai và tòa dài thoáng nguyện. Nam mô Tào Pháp Thuyền Du Khổ Hải Quán Âm Như Lai Độ Tần Chúng Sanh Nguyện. Nam mô Tiền Tràng Phán Hầu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tín Dẫn Tây Nam mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỳ Trại Quán Âm Như Lai Quả Tu Tầm Nhị Nguyện. Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Thông Thầm Nhị Đại Nguyện Thế Hoan Thâm Khổ Hài Phím Từ Phong Phổ Tế Tâm Dung Sáng Sáng Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam
Phật Y Đà
tạng ban nhà đa bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai ban nhà là pháp môn tối thân cõi chân mau về thì thần chú linh tri đại lực thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chúa tôi thường oai linh, ấy chúa vô đẳng thịnh thịnh oai thần, trừ tăng cả nguyên nhân càng khổ, thức tỉnh lòng giác ngộ vô sương. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng, yên đế, yên đế ba la yên. Đừng quán âm ngoài thần lòng lòng mãi khắp thế gian đều trọng danh ngài chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nạn niệm ngài liền quá bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ quán thế âm cứu khổ độ sanh nếu ai có một niệm lành thế ngài nghe tiếng ứng danh tới liền giàu trọng bệnh liên miên khổ cực lầm tức khói ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua vô lượng kiếp ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngự ngai vàng vua cha diệu thánh ấy chính là chỉ cả sao cũng tu chứng quả văn thù diệu âm chi thơ cũng tu vô hiền chứng thánh đền bù công lao trọn một nhà đường vào cánh phật chân chất đáng ghi tuổi nhỏ tri cả ai bị giống lòng mồ đạo quyết thì đi tu tròn chín năm chân từ lao khổ mong công thành
thời kỳ trái giới tu hành, tại đồng hương Tích Băng thành Việt Nam. Một cảnh tiên mây làm che phủ, có Cam Tuyền thành nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành. Kim đồng ngọc nữ danh theo hầu, dưới bể ngọc chia nhau sớm tối. Chầu hải bên không lỗi đạo thầy, luôn luôn chân chánh thẳng ngay. Hành theo ý chỉ của thầy ban ra, Quán Thế Âm danh là tự tài. Khắp tam thiên qua lại dạo chơi, từ bi ngài muốn đổ đời. Mười hai đại nguyện thiền thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốt ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tham. Biển Nam hải núi Võ Đà, trù ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phố môn thì hiện, Đức Như Lai thuộc chuyện khen ngài. Oai thần linh hiển không hai, tầm thanh cơ cô chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cùng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiền tân thì, tới nơi diệu dắt cấm kỳ đổ cho. Hay có kẻ qua đò mắt nàng, cùng bao nhiêu tai nạn dòng đường. Chí thành đôn nén tâm hương, vừa niềm danh hiểu tai ương quá liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đứng Như Lai truyền dạy không sai. Chúng ta chờ có quán này, một lòng ngưỡng mộ câu ngài đổ cho. Trong khổ hải đò từ vấn đời, vớt chúng sanh đưa tới lạc ban. Chín tầng khen báo đài vàng, Di Đà Thọ kia rỡ ràng thành thơi. Từ bi cứu khổ độ đời, tầm thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Đề tử hôm nay quỳ trước điện, chi tăng đành lễ đấng từ tôn. Đã bao phen sanh tử dầm dồn, trôi lăn mãi trong vòng lục đạo. Thế Tôn đã đánh ninh dạy bảo, mà con còn đắm đuối mê say. Mắng ưa xem huyền cảnh hằng ngày, tai thanh tiếng mận đường vua nịnh. Mùi quen ngửi mùi thơm bất tình, lưỡi dền theo lắm chuyện gây gon. Thân ham dùng găm vón xe xuôi, mở tướng bao la vũ trụ. Bởi lùng dùng lòng tham không đủ, lắm che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dứt bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê.
trước đại thêm thành kính hướng về tình tam độc quý tam bảo ấy phần giới cấm chuyên trì chú đáo dân tân cùng gồng rễ vô minh chí phàm phu tử lưng khó thành cầu đại giác từ bi giả hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ con dốc lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tìm đến bưu thành đặng từ giác giác tha viên mạng nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tùng công đức thù thân hành vô biên thắng phước giai hồi hướng vô nguyện phạm giới chư chúng sanh. Công văn vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tan chương trừ phiền nào nguyện đăng trí huệ chứng minh liễu vô nguyện tội dương tấn tiêu trừ thế thế thương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa khai kim phần ngộ vô sanh bấn thối bồ tát vi bằng lữ nguyên dị thư công đức phổ cầm ư nhân thiên đằng giữ chúng sanh giai công thành phần đạo kinh diệu pháp liên hoa phẩm đề bà đang đã thứ 12 lúc bây giờ đứng phần bảo các vị bồ tát và hàng trời người bốn chúng ta ở trong vô lượng kia về thời quá khứ cầu kinh pháp hoa không có lười mỏi trong nhiều kiếp thường làm về quấn vương qua nguyện cầu đạo vô thường bồ đề lòng không thối chuyện vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật nên chuyên làm việc bố thí lòng không lận tiếc bố thí voi ngựa bảy bao nước thành vợ con tôi tớ bạn bè cho đến đầu mắng tùy ông thân thịt tay chẳng chẳng tiếc thân mệnh quá đó nhân dân trong đời sống lâu vô lượng vua vì mến pháp nên tôi bỏ ngôi vuông giao về kỳ nước cho thái tử đánh trống ra lệnh cầu pháp khắp bốn phương ai có thể vì ta nói pháp đại thừa thời ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ khi ấy có về tiên nhân đến thứ cung vua rằng ta có pháp đại thừa tên là kinh diệu pháp liên hoa nếu đại vương không trải ta ta sẽ vì đại vương mà tuyên nói vua nghe lời về tiên nhân nói vui mừng hân hở liền đi theo về tiên nhân để cung cấm việc cần dùng hoàng hai trái gánh hoặc lượm củi nấu ăn cho đến dùng thân mình làm giường ghế thân tâm không biết mọi thờ đó theo phong thờ vì tiên nhân trải qua 1000
Bây giờ Đức Thế Tôn muốn thuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng ta nhớ kim quá khứ vì cầu pháp đại thừa giàu làm vị quân vương chẳng ham vui ngũ dục đánh chuông rào bốn phương. Ai có pháp đại thừa nếu vì ta giải nói thân sẽ làm tôi tớ giờ có tiên trường thọ đến thưa cùng đại vương ta có pháp nhiệm màu trong đời in có được nếu có thể tu hành. Ta sẽ vì ông nói khi vua nghe tiếng nói xin lòng rất vui đẹp liền đi theo tiên nhân cung cấp đồ cần dùng lớn cuối và rau trái theo lời cung kính dân lòng ham pháp đại thừa. Thân tâm không lười mỏi cấm vì các chúng sinh chuyên cầu pháp màu lớn cũng không vì thân mình cùng với vui ngủ dục nên giàu làm vua lớn chuyên cầu được pháp này do đó được thành Phật nay vẫn vì ông nói. Phần bảo ca si kêu rằng thoại vua đó thời chính thân ta còn tiện nhân đó nay chính là ông Đề Bà Đạt Đa do nhờ ông thiền tri thức Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ sáu pháp ba la mật từ bi hỷ xả ba vàng phía mười chi lần bốn món vô sở quý bốn món di pháp mười tám món bằng công thần không đau lưng thành bằng chính gia rồng đổ chúng trình tất cả công đức đó đều là nhân thiện trí thức Đề Bà Đạt Đa cả phần bao hoàng tư chúng quá vô lượng kim về sau ông Đề Bà Đạt Đa sẽ được thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai. Ưng cung chính biến khi minh hành tùng thiền sẽ thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng vô thiên nhân chư Phật thế toàn cõi nữa đó tên là Thiên Đạo lúc Thiên Vương Phật trụ ở đời. Hai mươi chung kiếp rộng vì các chúng sinh mà nói pháp màu hằng hà xa chúng sinh đường quả la hán vô lượng chúng sinh phán tâm duyên giác hằng hà xa chúng sinh phán tâm vô thường đăng được vô chứng nhân đang bận bận vối chuyện sau khi đến Thiên Vương Phật nhập niết bàn chính pháp trụ lại đời hai mươi chúng kiếp toàn thân xa lời dựng tham bằng bảy bao cao sáu mươi do tuần cả hàng trời nhân dân đều đem hoa đẹp hương bột hương xoa hương đốt y phục chuỗi ngọc tràn phan lỏng bao kỳ nhà ca tùng đề lễ lại cúng vàng tham đem bằng bảy bao đó vô lượng chúng sinh được quả a la hán. Vô lượng chúng sinh ngô bánh chi văn văn khả tư nghị chúng sinh phán tâm bồ đề đến bằng bân thối truyền đừng phần báo ca tuy kheo trong đời vị lai nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nghe kinh diệu pháp liên hòa phẩm Đề Bà Đạt Đa xin
lòng trong sạch kinh tín chân chính ý làm thời chẳng đoa địa ngục ngạ quỷ chúng sinh đưa sinh ở chưa cả đức Phật trong mười phương cho người đó sinh ra thường được nghe kinh này. Nếu sinh vào cõi nhân thiên thai hương trừ vui rắn thắng nhiều, nếu sinh ở chưa phần thời từ hoa sen hóa sinh bây giờ hạ phương vì Bồ Tát theo hầu Đức Đa Bửu Như Lai tên là Trí Tích bằng với Đức Đa Bửu Phật. Nên trở về bản quán đơn tinh Ca Mâu Ni Phật bảo trí tinh rằng thiện nam tử giờ giờ giây lá cõi đây có Bồ Tát tên Văn Thù Trừ Lời có thể cùng ra mắng nhau luận nói phàm màu rồi sẽ về bản đồ. Lúc đó Ngài Văn Thù Trừ Lời ngồi hoa sen nhìn cánh lớn như bánh xe can về Bồ Tát cùng theo cũng ngồi hoa sen báo từ nơi tung rồng ta kiệt là trong biển lớn tự nhiên vọt lên trù trong hư không. Nên núi linh thứ từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ phần đầu mang kinh lại chẳng ai đứng phần làm lễ xong qua chỗ trí tinh cùng hỏi thăm nhau rồi ngồi một phiên. Ngài Trí Tinh Bồ Tát hỏi Ngài Văn Thù Trừ Lời rằng Ngài qua cung rồng hóa độ chúng sinh số đường bao nhiêu. Ngài Văn Thù Trừ Lời nói số đó vô lượng không thể tính kể chẳng phải miệng nói được. Chẳng phải tâm lương được chờ chừng giây lát sẽ từ chứng viên. Ngài Văn Thù nói chưa dứt lời liền có vô số Bồ Tát ngồi hóa sen bao từ biển vọt lên đến núi linh tửu trụ giữa hư không. Càng về Bồ Tát nay đều là của Ngài Văn Thù Trừ Lời hóa độ đủ hạnh Bồ Tát đều chúng luận nói sao pháp ba la mật những vị mà trước kia là thanh văn ở giữa hư không nói hành thanh văn. Nay đều tu hành nghĩa không có đại thừa Ngài Văn Thù Trừ Lời nói với Ngài Trí Tinh rằng tôi giao hoa ở nơi biển Việt có như thế lùng ấy. Ngài Trí Tinh Bồ Tát nói kể khen rằng Ngài Trí Đức mạnh mẽ hoa độ vô lượng chúng nay trong hồi lớn này và tôi đều đã thấy diễn nói nghĩa thần tướng mở bài pháp nhật thừa rồng độ các chúng sinh khiến ma thành bồ đề. Ngài Văn Thù Trừ Lời nói ta ở biển chỉ thường tuyên nói kinh diệu pháp liên hoa. Ngài Trí Tinh hỏi Ngài Văn Thù Trừ Lời rằng kinh này đấng sâu vi diệu là bao trong trang kinh trong đời dân in có vậy có chúng sinh nào siêng năng tình thân tu hành kinh này mau đưa thành phận chân. Ngài Văn Thù Trừ Lời nói có con gái của vua rồng ta kiện la mới tám tuổi mà căn tính lanh lẹ có trí tuệ kéo biển cát
căn tính hành nghiệp của chúng sinh được khóa tổng trì các tạng khoa kinh rất sâu của các phần. Nói đều có thể thù trì sâu vào thiền định rõ đau căn pháp trong khoảnh trang là phán tâm bồ đề được bất bất thối chuyển biển tại vô ngại thương nhớ chúng sinh như con đỏ công đứng đầy luôn. Lòng nghĩ miệng nói pháp nhiên màu rộng lớn từ bi nhân đức chiêm nhường ý chí hòa nhà nàng hay có thể đến bồ đề chỉ tin bồ tát nói rằng coi thấy đừng thỉnh ca như lai ở trong vô lượng kiếm làm nhưng hành khổ khó làm chưa nhiều công đức để cầu đạo bồ đề chưa từng có lúc thôi dưng ta xem trong cõi tam thiên đại thiên nhận đến không có chỗ nhỏ bằng hôm cái mà không phải là chỗ của bồ tát bỏ thân bên để vì lợi ích chúng sanh. Vậy sao mới đưa thánh đạo bồ đề chẳng tinh long nữ đó ở trong quảng dày lãng chứng thành bẩn chứng gia nói luận chưa xong lúc đó con gái của long vương bỗng hiện ra nơi chưa đâu mặn lễ kinh phật rồi đứng một phía nói kề kinh rằng thấu rõ tướng tôi vừa cắm soi cả mười phương pháp thân tình vi diệu đủ 32 tướng dùng 80 món tốt để trang nghiêm pháp thân trời người đều kính ngưỡng lòng thần thấy cung kính tất cả loài chúng sinh. Không ai chẳng tôn phụng lại nghe thanh bồ đề chỉ phật nên chứng biết tôi nói pháp đại thừa độ thoáng khổ chúng sinh bây giờ ngài xa lời vẫn nói với lòng nữ rằng người nói không bảo lâu chừng được nào vô thường việc đó khó xin vì sao vì thân gái nhớ quê chẳng phải là phán thi thế nào có thể được thành vô thường chính danh đạo phần xa rộng phải trải qua vô lượng kiếp cần có chứa nhóm sông hành tu đủ các đồ vậy sao mới thành được lại thân gái còn có năm điều chương một chẳng được làm phàm thiên vương ơi chẳng được làm đế tinh ba chẳng được làm mã vương bốn chẳng được làm chuyển luân thánh vương năm chẳng được làm phẩm thế nào thân gái được máu thành phần lúc đó lòng nữ có một hồn châu bao giá trị bằng cõi tam thiên đại thiên đem dân đức phật vẫn liền nhận lấy lòng nữ nói với trí tinh bồ tát cùng tôn giả ca lợi phân rằng tôi yến châu bảo đứng thế tôn nam thọ việc đó có mau chăng đám rước màu lòng nữ nói lấy chân thân của các ông xem tôi thành phần lại mau hơn viện đó đàn lúc đó cả chúng hồi đều thấy lòng nữ thoạt nhiên biến thành nam tử đủ hành bồ tát liền qua cõi vô sâu ở phương nam ngồi tòa sen bảo thành bậc đẳng chính giác đủ 32 tướng 80 món đẹp
tâm vì tất cả chúng sanh trong mười phương mà diễn nói Phật màu. Khi ấy trong cõi ta bà hàng Bồ Tát thân văn cởi rộng bát bộ nhân cùng phi nhân đều xa thấy lòng nữ kia thành Phật khắp vì hạ nhân thiên trong hội đó mà nói Phật. Xin lòng vui mừng đều xa kính lạy vô lượng chúng sinh nghe Pháp tỏ ngộ được bần bần thôi chuyển vô lượng chúng sinh được lãnh lời thú khi thành Phật cõi vô cấu sáu điều quan đồng. Cõi ta bà ba nghìn chúng sinh chô bần bần thôi ba nghìn chúng sinh phán lòng Bồ Đề mà đưa lãnh lời thú khi trì tình Bồ Tát và Ngài xa lời phân tâm cả trong chúng hội yên lặng mà tin nhận đó. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Trì thứ mười ba lúc bây giờ Ngài Dưỡng Vương Đại Bồ Tát và Ngài Đại Nhãn Thuyết Bồ Tát Ma Ha Tát cùng chung với quyến thuộc hai muôn vị Bồ Tát đều ở trước Phật nói lời thề rằng cuối mong đứng tụng nói kinh điển này. Đời ác khao chúng sinh căn lành càng yên nhiều kẻ tăng thường mạng tham lời dưỡng cung vàng thêm lớn căn chẳng lành xa lìa đạo giải thoát dầu khó có thể giao hóa chúng con sẽ khởi xứng nhận lớn đọc tụng kinh này. Thù trì dài nói biên che dùng các món cúng vàng cho đến chẳng tiếc thân mình lúc đó trong chúng có 500 vị a la hán đã được thù khi đồng bằng phần rằng thế tôn chúng con cùng nghi thề nguyện ở nơi cõi khá rộng lại có bất hồng và vô hồng 8.000 người đã được thù khí đồng từ chỗ ngồi đứng dậy chăm tay hướng về phía Phật nói lời thề rằng thế tôn chúng con cùng sẽ ở cõi ca rộng nói kinh này vì sao? Vì người trong nước ta ba nhiều điều tệ ác ôm lòng tăng thương màng công đấng càng mong dẫn hờn qua bảy tâm công chân thần. Khi đó gì của Phật là đại ái đao thì khéo đi cùng chung với bậc hồng và vô hồng thì khéo đi sao nhìn người đồng từ chỗ ngồi đứng dậy chăm tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mắt chẳng tạm rời. Bây giờ thế tôn bao kiêu đàm di cớ chi có sống buồn mà nhìn Như Lai tâm ngươi toàn công cho rằng ta chẳng nói đến tên ngươi đệ tử khi thân vô thường chính đàng chính giá thường. Kiều đàm di ta chưa tông nói tất cả thân văn đều đã được thủ khi này ngươi muốn biết thủ khi đó đời tương lai sao ngươi sẽ ở trong pháp hội của sau muôn tam nghìn ức đức Phật làm vì đời
và cho nghiên vì học phổ hồng tỳ kheo ni đều làm pháp sư ngươi lần lần đủ đạo hạnh bồ tát như thế sẽ được thành phần hiểu là những thiện chúng sinh hỷ kiến như lai ưng cung chánh biến chỉ minh hành tụng thiền về thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng vô thiên nhân sư phần thế tôn kiều đàm di đựng nhân phía chúng sinh hỷ kiến phẩm đó và cho nghìn bồ tát tuần từ thủ ký đưa cao vô thường chính đàn chính bây giờ mẹ của La Hầu La là Bà Nhã Như Đà La thì kéo đi nghĩ rằng Thế Tôn ở nơi trong hội thủ ký riêng chẳng nói đến tên tôi. Phần bảo Bà Nhã Như Đà La người ở đời sau trong pháp hội của trăm nghìn muôn ứng đức phẩm tu Bồ Tát làm gì đại pháp chớ lần lần đầy đủ phần đạo ở trong cõi thiền quân sẽ đưa thành phần chiều là cụ túng thiên vạn quan tướng như lai ưng cũng chánh biến trì minh hành tung thiền tề thế gian giới vô thường chỉ điều ngự trưởng phủ thiên phần Thế Tôn phần sống lo vô lượng vô số kim lũng đó bà đại ai đào tỳ kheo ni và bà giả du đà la tỳ kheo ni cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng được việc chưa từng có liền ở trước phật mà nói kể rằng đấng Thế Tôn đạo sư làm án ôn trời người chúng con nghe thù ký lòng án vui đầy đủ các vị tỳ kheo ni nói kệ đó rồi bạch phật rằng chúng con cùng có thể ở cõi nước phương xa rộng tuyên nói kinh này bây giờ đấng Thế Tôn nhìn tám mươi muôn ứng na do ta vì đại bồ tát càng vì bồ tát đó đều là bậc bất tôi truyền truyền pháp vân vân tôi được các pháp thống trì từ liền từ cho ngồi đừng dậy đến trước quan mong lòng chắm tay mà nghĩ rằng nếu đứng Thế Tôn dạy bảo chúng ta nói kinh này thời chúng ta sẽ như là phần dạy rộng tuyên nói pháp này đem về đó lại nghĩ lấy đứng phần yên lặng chẳng thấy dạy bảo chúng ta phải làm thế nào lúc đó khác vì bồ tát kính thuận ý của phần và muôn tự thỏa mãn bán nguyện bền ở trước phật là nói lớn tiếng mà phán lời thế rằng Thế Tôn sau khi nhớ lại việc độ chúng con đi dám vòng qua lại cấm mười phương thế giới hay khiến chúng sinh biên chép kinh này thủ trì đồng tung giải nói nghĩa đó như nhớ chân kinh đúng như pháp mà tu hành như thế đều là chứng quy thân của phần cuối mong đứng Thế Tôn ở phương khác xa giữ gìn cho chúng thời ca vì bồ tát đều đồng tiếng mà nói kệ rằng cuối mong phần chớ lo sau khi phần diệt độ trong đời ta kê chờ chúng con sẽ rộng nói có những người vô tri lời ăn măng rủa thà
lòng vua vai chưa được nói đã được lòng ngã mãn dây đầy quăng người mặc áo nạp lắng lẽ ở chỗ vắng cử nói tu chân đạo kinh rẽ trong nhân gian vì ham mưa danh lời nói phàm cho bạn nghĩ được người đời cung kính như lộng không là người đó mà lòng ác thường nghĩ việc thế tông giả danh a luyện nhã ưa nói lỗi chúng con mà nói như thế này các bọn tỳ kheo này vì lòng tham lợi dưỡng nói luận nghĩa ngoài đạo cử làm kinh điển đó dối lầm người trong đời vì muốn cầu danh tiếng mà giải nói kinh đó thường ở trong đại chúng vì muôn pha chúng con đến quân vương quan lớn bà la môn cư sĩ và chúng tỳ kheo khác chê bai nói cho con đó là người ta kiên nói luận nghĩa ngoài đạo chúng con vì kinh phần đều nhấn các an đó bị người đó kinh rằng các ngươi đều là phần lời kinh mạng dường ấy đều sẽ nhận thù đó trong đời ả kiếp trường nhiều các sự sợ trên quy dư nhập thân kia măng rùa hủy nhùng con chúng con kính tin phần sẽ mặn giam nhẫn nhục vì để nói tin này nên nhân ca viên có con chẳng mến thân mệnh chi tiết đạo vô thường chúng con ở đời sao hộ trì lời Phật dạng Thế Tôn từ nên biết tùy theo án đời trượt chẳng biết quân vương tiên tùy cơ nghi nói pháp cho mày nói lời án luôn luôn bị xua đuổi xa lời nơi chùa tháp các điều án như thế nhớ lời phận dặn bao đều sẽ nhận việc đó các thành xóm làng kia có người cầu phạm con đều đến chỗ đó nói pháp của phần dặn con là sư của phần ở trong chúng con chờ con sẽ theo nội phần xin phận an lòng ở con ở trước Thế Tôn mười phương phần đến nhóm phán lời thề như thế phần từ rõ lòng con kinh diệu pháp liên qua quyển thư từ ôm châu đi làm thuê mướn được chúng in cho là đúng nơi cao nguyên đạo viên chỉ cầu suối sâu tam bao vọt lên giáo hoa tròn khắp nhân cùng quả đồng nói pháp mau y cần cầu nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát đệ tử thù ký chứng quả Phật pháp Phật đã bước vốn ra trước ngài nhào thuyết hỏi căn nguyên vì pháp cầu thầy hiện nghe diễn trên nhiều liên nam mô quá khứ đã bước Phật nam mô quá khứ đã bước Phật nam mô quá khứ đã bước Phật kinh diệu pháp liên hoa phẩm mang là thành thứ mười bốn lúc bây giờ ngài văn thù sư lợi bồ tát văn văn rằng Thế Tôn các vị bồ tát này rằng là in con
Vì kinh thuần phẩm nên phá thai nguyện lớn ở nơi đời án sao hộ trì đồng nói kinh Pháp Hoa này Thế Tôn Trang Bị Đại Bồ Tát ở đời ác sao thể nào mà có thể nói kinh này. Phẩm bao ngày văn thù trư lời lòng cũng chẳng kinh sợ. Lại ở nơi pháp không phân biệt mà quán tướng như thực của cả khoa cùng chẳng vinh theo chẳng phân biệt đó gọi là chỗ hành chư của Bồ Tát thế nào gọi là chỗ thân cận vì đại bồ tát chẳng gần gũi quấn vương vương tự đại thần quan trường chẳng gần gũi ca ngoài đạo phạm chí ni kiền tứ vân vân và chẳng gần những kẻ phía sách thế tục ca ngâm chẳng ngoài đạo cùng với quái lô già ra đa nghịch lô già gia đà cũng chẳng gần gũi những kẻ chơi hung hiểm đâm nhau đánh nhau và bọn na la vân vân bài ca cuộc chơi biến hiện lại chẳng gần gũi bọn hàng thịt và kẻ nuôi heo dê gà chó săn bắn chài lưới hàng người sống với nghề những người như thế hoặc có lúng lại đến tại Bồ Tát vì nói pháp không có lòng mong cầu lại chẳng gần gũi những tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di hằng người cầu quá thanh văn hoặc ở trong phòng hoặc chỗ kinh hành hoặc ở trong giảng đường chẳng cùng ở chung hoàn có lung những người đó lại đến Bồ Tát theo cơ nghi nói pháp không lòng mong câu văn thù sư lời lại vì đại Bồ Tát chẳng nên ở nơi thân người nữ cho là tướng có thể sinh tư tưởng dùng nhiễm mà nói pháp cũng chẳng ưa thấy nếu vào nhà người chẳng cùng với gái nhỏ gái trinh gái hóa vân vân chung nói chuyện cũng lại chẳng cần năm giống người bất nam để làm thân hầu chẳng riêng mình vào nhà người nếu lòng có nhân duyên cần riêng mình vào thời chuyên môn lòng niệm Phật nếu vì người nữ nói pháp thời chẳng ở đăng cười chẳng bày không ngừng nhận đến vì pháp mà còn chẳng thân hậu huống lại là biển sang chẳng ưa nuôi đề tử xa di tội và các trẻ nhỏ cũng chẳng ưa cùng chung nó đồng môn thầy thường ưa ngồi thuyền ở chỗ văn tu nhiếp tâm mình và
thân thù chứ lợi đó gọi là chỗ thân cần ban đầu. Lại nữa vì đại Bồ Tát Quán Sát nhân kia phạm không như thần tướng, chẳng liên đạo chẳng đồng chẳng thôi chẳng chuyển như không, không có thần tinh tấn cả lời nói phô dứt chẳng sinh. Chẳng xuân chẳng khởi không danh không tướng thần không chỗ có không lừa không ngàn không ngài không chưa chỉ do nhân duyên mà có từ điền đạo mà sinh cho nên nói thường ưa quan xa pháp tướng như thế. Nó gọi là chỗ thân cần thứ hai của vị đại Bồ Tát đúng đo đừng thế con muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu có vị Bồ Tát ở trong đời ăn xong lòng không hề sợ sợ muốn nói kinh pháp này nên trụ vào hành xứ và trụ thân cần cứ thường xa rời quốc vương và con của quốc vương quan đại thần quan lớn kẻ chơi địa hung hiểm cùng bọn chiên đà la ngoài đạo phạm chi cùng chẳng ưa gần gũi hạng người tăng thương mạng hàng học giả tham chấp kinh luận luận tiểu thừa những tỳ kheo phá giới danh tự a la hán và những tỳ kheo ni ưa tính chơi giỡn cười ca về ưa bà di tham mê năm món dục cầu hiện tại gì đó đều chớ có gần gũi nếu những hạng người đó dùng tâm con mà nên tài cho của Bồ Tát để vì nghe phần nào Bồ Tát tài nên dùng lòng không chung xa sảnh chẳng có niệm mong cầu mà vì chung nói pháp những gái hoa gái trinh và các kẻ bất nam đều chớ có gần gũi để cùng làm thân hồng. Cũng chớ nên gần gũi kẻ đồ tệ cắt thái săn bắn và chài lưới vì lợi mà giết ai bán thịt để tự trong buồn bán sắc gái đẹp những người như thế đó đều chớ có gần gũi các cuộc chơi giỡn dữ. Hung hiểm đâm đánh nhau và những dâm nữ thải tròn chớ có gần gũi chớ nên riêng chỗ quốc vì người nữ nói pháp nội lung vì nói pháp chẳng được chơi giỡn cười. Khi vào sớm cân thần phải dân một tỳ kheo nếu không có tỳ kheo phải một lòng niệm phật đây tôi gọi tên là hành chư thân cần cứ dùng hai chữ trên đây có thể an lạc nói lại cũng chẳng viện theo pháp thường trung và hạ vi hay thực cùng pháp chân thực cùng chân có phân biệt là nam hay nữ tại lại chân đưa thân pháp chẳng biết cũng chẳng thấy đây thời gọi tên là hành xứ của Bồ Tát tất cả các môn pháp đều không chân trụ có không có chút thượng trụ vẫn cùng không khởi duyên đây gọi là thân cận chỗ người trí hằng nương chớ đạo điên phân biệt các pháp có hoàng không là
cũng chẳng phải tức là sinh, chẳng phải sinh ở an nơi vắng vẻ cử trao nhiếp tâm mình an trụ chẳng lay động. Như thế đối tổ về quản ca tâm cả pháp thầy đều không cần có, dường như quán hư không không có chung bền, chắc chẳng sinh cũng chẳng có chẳng động cùng chẳng thôi, thường trụ một tướng thế đó gọi là cận tướng. Nếu có vị thì khéo sao khi ta diễn độ vào được hành xứ này và thân cận xứ đó, thời lung nói kinh này không có lòng e sợ bị Bồ Tát có lung vào nơi nhà tịnh thân. Lòng nghĩ nhớ chân chính theo đúng nghĩa quán sát từ trong thiền định dạy vì các bằng quốc vương vương tử và quán dân hàng bà la môn tại mà khai hoa diễn bài rộng nói kinh điển này. Tâm về đó an ổn không có chúng khiến sợ văn cô sư lại này đó gọi là Bồ Tát an trụ trong sơ pháp, có thể ở đời sau diện nói kinh pháp hoa lại bằng tù sư lời. Sau khi đứng như lai diện đồ ở trong đời mà pháp nói kinh này phải trụ nơi hành an là hoặc miệng thuyền nói hoặc lúc đọc kinh đều chẳng ưa nói lỗi của người và của kinh điển chẳng kinh màng các pháp sư khang. Chẳng nói việc hay dở tốn câu của người khang ở nơi hàng thân văn cùng chẳng kêu ta nói lỗi quay của người đó cũng chẳng kêu tên khen người điều tốn của người đó lại cũng chẳng xin lòng oán hiền. Vì kéo tô lòng an lạc như thế nên những người nghe pháp không sai y có chỗ gạn hỏi chẳng dùng pháp tiêu thừa đam chỉ dùng pháp đại thừa mà vì đó giải nói làm cho đường bậc nhất thiết chung trí. Khi ấy thế còn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng vị Bồ Tát thường ưa an ổn nói kinh pháp ở nơi chỗ tâm tình mà sấm đánh sáng tòa dùng hương dầu tòa thân tâm gội căn bụi dơ. Mặc y mới rành rẽ trong ngoài đều sạch thơm ngồi án nơi pháp tòa theo chỗ hối vì nói nếu có vị tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni cán hàng ưu bà tấn và hàng ưu bà di quấn vương và vương tử ca quan cùng thị dân dùng pháp nghĩa màu vui vẻ vì họ nói nếu có người gạn hỏi theo đúng nghĩa mà đáp nhân duyên hoặc thí dụ giải bài phân biệt nói dùng trí phương tiện này đều khiến kia quan tâm lần lần thêm đông nhiều vào ở trong phần đạo trừ lòng lời biên chế cùng với tướng giải đại xa rời căn ưu nào tâm từ lần nói pháp ngày đêm thường tuyên nói giáo pháp vô thượng đạo dùng ca viên nhân viên vô lượng muốn thí dù mở bài dạy chúng sinh đều khiến chúng vui mừng y phục cùng đồ nằm đồ
pháp nguyện ta thành Phật đạo kiến mọi người cũng vậy, đó là lời lành lớn là an vui cúng dường sau khi ta diệt độ nếu có vị tỳ kheo. Có thể diễn nói được kinh diệu pháp hoa này lòng không chúng ghen không tham nào chưa ngài cũng lại không ưu sâu và cùng mắng nhía phai lại cũng không sợ trên công giao gậy đánh đầm cũng không thua đuối ra vì an cư nhân vậy người đi kéo tu tâm tâm mình được dường hay thời hay chu ơn làm như ta nói ở trên công đức của người đó trong nghìn muôn ứng kiếp tính kể hay thí dụ chẳng nói thế đến được lại văn thù sư lại vị đại bồ tát ở đời rốn sao lung mà pháp mà gần diệt mà thu trì đồng tụng kinh điển này chớ ôm lòng viên ghê chua dối cùng chớ kinh mắng người hỏng phần nào vẫn tìm chỗ hay giờ của kia nếu hạn thì kheo ni ưu bà tắc ưu bà di hoàng cầu thánh văn hoàng cầu duyên gia hoàng cầu bồ tát đạo đều không được làm nào đó khiến cho kia sinh lòng nghi hôi mà nói với người đó rằng người canh đạo rấn xa tròn không thể được bậc nhất thế chúng chỉ vì sao vì các người là kẻ buông lung biên trở đôi với đạo lại cũng chẳng nên lý luận ca pháp có chỗ dành cái phải ở nơi tất cả chúng sinh trời tướng đại bi đôi với cả đức như lai sinh tưởng như cha lành đôi với các bồ tát tưởng là bậc đại sư với các đại bồ tát ở mười phương phải thâm tâm lễ lại với tất cả chúng sinh đều bình đẳng nói pháp vì thuận theo pháp nên chẳng nói nhiều chẳng nói ít nhận đến người rất ưa pháp cũng chẳng vì nói nhiều văn thù sư lời vì đại bồ tát ở đời rốt sau lúc pháp muốn diệt nếu thành tựu được hạnh an lạc thứ ba đây thời lúc nói pháp này không ai có thể nào đoàn được bạn đồng học cố chung cùng đồng tụng kinh này cũng được đại chúng thường đến nghe thụ nghe rồi hay nhớ nhớ rồi hay tụng tụng rồi hay nói rồi hay chém hoàng bảo người chép cung vàng kinh quyển cung kính tôn trọng người khen lùng mấy giờ đừng thế to muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu muốn nói kinh này phải bỏ lòng ghen hơn nào vua dối tà mình trường tu hành chấm trường chẳng nên kinh miệng người cũng chẳng ấy luận pháp chẳng khiến kia nghi hối rằng người chẳng thành quần phật tự đó nói pháp thường vô hòa hay nhẫn từ bi vai tất cả chúng sanh lòng biến trên bồ tát lớn mười phương thương chúng nên hành đạo phải sinh lòng cùng kinh đó là đại sư ta với ca quận thế tôn tưởng là cha vô thượng quá nơi lòng kêu mà nói pháp không chứng ngài
Pháp thứ ba nhờ thế người kia phải giữ gìn một lòng an lạc hạnh vô lượng chúng cung kinh lại văn thù sư lời ca vi đại Bồ Tát ở đời lúc sau lúc Pháp gần gì có vị nào tri kinh Pháp hoa này. Ở trong hàng người tại gia xuất gia sinh lòng từ lớn, ở trong hàng người chẳng phải Bồ Tát sinh lòng bi lớn, phải nghĩ thế này những người như thế tới là mất lời lớn đức Như Lai phương tiện tùy đi nói Pháp chẳng em. Chẳng biết chẳng hay chẳng hiểu chẳng tin chẳng hỏi người đó dầu chẳng hỏi chẳng tin chẳng hiểu kinh này lúc ta được vô thượng chính đàn chính giác người đó tùy ở chỗ nào ta dùng chứng thần thông trí tuệ dẫn dân đó kiến được trụ trong Pháp này. Văn thù sư lời vị đại Bồ Tát đó ở sau lúc Như Lai diệt độ nếu thành tự được Pháp thứ tư này thời lúc nói Pháp này không có lầm lỗi thường được hàng tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di quốc vương vương tử đại thần. Nhân dân bà la môn cư sĩ tại cung và cung kính tôn trọng người khiên hàng chư thiên ở trên hư không vì nghe phá cũng thường theo hầu nếu ở trong xóm làng thành ấm rừng cây văn ve có người đang muốn gạn hỏi hàng chư thiên ngày đến. Thường vì Pháp mà về hộ đó có thể khiến người nghe đều được vui mừng. Vì sao? Vì kinh này được sức thần của tất cả các đấng quần thua quá khứ vị lai hiện tại giữ gìn vậy. Văn thù sư lời kinh Pháp hoa này ở trong vô lượng cõi từ toàn chẳng đường nghe là huân là đường thay thủ trì đọc tụng văn thù sư lời thế như vua chuyển luận thắng vương chứng lực mạnh mẽ muốn dùng uy thế hàng phục can nướng mà các vua nhỏ chẳng thuận mệnh lệnh bây giờ chuyển luân thắng vương đem các đạo binh ra đánh về vua thấy bên chúng những người đánh giặc có công liền rất vui mừng theo công mà thượng ban hoặc ban cho ruộng nhà xóm làng thành ấm hoặc ban cho đồ y phục trang nghiêm nơi thân hoặc cho các món trân bảo vàng bạc lưu ly xa cừ ma não sang hô hộ quanh voi ngựa xe cổ tôi tới nhân dân chỉ viên minh châu trong buổi tông chẳng đem cho đó vì sao vì riêng trên đỉnh vua có một viên minh châu này nếu đem cho đó thời ca quyến thuộc vua vua ác rất kinh là văn thù sư lại Như Lai cũng như thế dùng sân thuyền định trí tuệ được cõi nướng Pháp giao hóa trong ba cõi mà vương chẳng cứng thuận phùng ca cương hiền thân của Như Lai cùng mà đánh nhau những người có công lòng cũng vui mừng. Ở trong hàng chúng vì nói ca kinh khiến tâm kia vui thính ba
ban cho các phán thuyền định giải thoát vô lậu căn lực, và lại ban cho thành niết bàn bảo rằng được việc đô để dân dân lòng chúng làm cho đều nương vui mừng. Mà dặn về đó nói kinh Pháp Hoa này văn thù sơ lời như vua chuyển luân thấy các binh chúng những người có công lớn đem viện bệnh chào có tin từ lâu ở trong bụi tóc chẳng vọng cho người mà nay cho đón. Đứng như lai cùng lại như thế làm về Pháp Vương trong ba cõi đem Pháp màu giao hóa cho tất cả chúng sinh thấy quân hiền thánh cùng ma ngũ âm ma phiền não ma chết đánh nhau có công lao lớn. Diệt ma đồng khỏi ba cõi phá lưới ma lũng mấy như lai cùng rất vui mừng kinh Pháp Hoa này có thể khiến chúng sinh đến bằng nhân thiết trí là Pháp mà tất cả thế gian nhiều oan biết có tin. Trước chưa từng nói mà nay nói đó văn thù chứ lời kinh Pháp Hoa này là lời nói bằng nhân của Như Lai ở trong căn lời nói thời là rắn sao rốn sao mới ban cho như vua sức mạnh kia lâu gìn viên minh cho mà nay mới cho đón. Văn thù sư lời kinh Pháp Hoa này là tạng bi mầm của các đấng Phật Như Lai ở trong các kinh thời là bậc trên hết lâu ngày giữ gìn chẳng vọng tuyên nói mời ở ngày nay cùng với các ông mà bài nói đón. Lùng đó Đức Thế Tôn muốn thuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng thường tu hành nhẫn nhục thương so tất cả chúng mời có thể nhiên nói kinh của Phật trên nơi đời mang thế về sau. Người tu trì kinh này với tài gia xuất gia và chẳng phải Bồ Tát nên xin lòng từ bi, nhưng người đó chẳng nghe chẳng tin kinh Pháp này thời là mất lợi lớn khi ta chứng Phật nào dùng ca sức phương tiện. Thì nói kinh Pháp này làm cho trụ trong đó thí như vua chuyển luân thắng vương có chất mạnh bình tương đánh có công thưởng bao những đồ vật coi nữa cũng thế có đồ trang nghiêm nơi thân và những ruộng cùng nhà. Sớm làm thành âm thai hoàng mang cho y phục các món trần bảo đó tôi tớ cùng của cái đều vui mừng bàn cho nếu có người mạnh mẽ hay làm được việc có vua mới mở bụi tông lấy minh châu cho đó. Đứng như lại cũng thế là vua trong các pháp nhân nhục sức răng lớn tàn bao trì tuệ sáng dụng lòng từ bi lớn đúng như pháp độ đời thay tất cả mọi người chịu các điều khổ nào muốn cầu đường giải thoát cùng các mà đắng nhau. Phần về chúng sinh đó nói càng món kinh và dùng sân phương tiền lần nói ca kinh điển đó đã biết loài chúng sinh đưa sức mạnh kia rồi do sao mới vì chúng nói kinh Pháp Hoa này như vua thánh mở tông. Lấy minh châu cho đó kinh này là bậc tôn trên hết trời.
trong các kinh ta thường giữ gìn luôn chẳng vọng vì mở bài này chính đà phải lúng vì các ông mà nói sau khi ta diệt độ. Người mong cầu phần đạo muôn đưa trụ an ổn nhiễm nói kinh pháp này phải nên thường gần gũi bốn phá trên như thế người đồng tụng kinh này thường không bị ưu não lại không có bệnh đau nhan chắc được trắng sạch. Chẳng sinh nhà bần cùng dòng phi thiền xấu xa chúng thân thường ưa tay như ham mộ hiền thanh trang đồng tự cõi trời dùng làm kẻ sai khiến dao gầy chẳng đến đường. Đồng giữ chẳng ai được nếu người muốn mắng nhiên miệng thời liền ngắm biến nhào đi không xa trên giường như chư tử vương tri tuệ rất sáng suốt như mặt trời chói sáng nếu ở trong chim bao. Chỉ thấy những việc con thấy ca đứng như lai ngồi trên tòa chư tử các hàng chúng thì kéo vây quanh nghe nói pháp lại thay cán long thần cùng a tu la thái số như cả sông hàng đều cùng kính chắn tay từ ngó thấy thân mình mà vì chúng nói pháp lại thấy cán đừng và thân tướng thuần sáng vàng phóng vô lượng hào quang soi tâm đến tăng cả dùng giọng tiếng phàm âm mà diễn nói ca phá phần vì hàng tư chúng nói kinh pháp vô thượng thấy thân mình ở trong chắc tay khen người phần. Nghe pháp lòng vui mừng mà vì cúng dàn toàn đưa pháp đà la đi chân bận bận thôi trí phận bia tâm người đó đã sâu vào phần đạo liền vì thu ký cho xe thành tôi chính giá thiện nam tử người này sẽ ở đời vị lai chân đưa vô lượng trí nên đạo và khỏi đưa ra nghiêm tình rộng lớn không đâu bằng cũng có hàng tư chung chăm tay nghe nói pháp lại thấy thân của mình ở trong rừng núi văn tu tâm các pháp và lành chứng thực tương các pháp cho vào trong thuyền định thấy các phần mười phương các phận thân sắm vàng trăm phước tướng trang nghiêm nghe pháp vì người nói thường có mong tốn đó lại mong làm quốc vương bỏ cung điện quyên thường và ngũ dụng thường nhiều đi đến nơi đào tràng ở dưới gốc bồ đề mà tòa sư tư câu đạo qua bảy ngày đưa tri của các phân thân đạo vô thượng rồi dạy và chuyên pháp luân vì bốn chúng nói pháp trai nghìn muôn ngực kim nói pháp mà màu vô lâu